Rồi, xin chào các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì đến hẹn lại lên các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chuỗi series review những từ vựng đã xuất hiện trong đề thi TOEIC Listening trong tháng 8 của năm nay. Và xin review lại một chút, nếu bạn nào mà chưa coi cái clip review chi tiết á thì các bạn có thể coi lại cái clip review của cô Trúc Ly ở trong video lần này, bữa trước mình đã ra rồi. Hôm nay mình sẽ review lại những từ vựng listening vừa ra ở trong tuần đầu tiên của tháng này cho các bạn coi. Và nói sơ một chút thì trong giai đoạn gần đây mình thấy đề thi nó không có quá khó ở phần part 1 và phần part 2 đó các bạn. Phần listening khó nhất ở part 3, part 4 thì vẫn như bình thường thôi. Rồi, và dĩ nhiên trong video này mình sẽ cập nhật cho các bạn những bức hình đã xuất hiện trong đề thi của tuần vừa qua. Và tất nhiên là mình vẽ lại theo trí nhớ thôi, ok chưa? Đó. Và những cái bức tranh nó cũng tương đối đơn giản các bạn. Thậm chí người ta còn sử dụng lại những bức tranh đã xuất hiện ở những tháng trước đó. Đây, thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi một trong những bức hình đã từng xuất hiện trong đề thi của tuần đầu tiên tháng rồi, đó là một bức hình cực kỳ quen thuộc đã xuất hiện trong mấy tháng trước, đó là đây. Đố các bạn mình đang vẽ cái gì? Không, này không phải mình vẽ các bạn, này là một bạn giáo viên đi thi á, bạn hãy nhớ vẽ lại thôi. Thì trong bức hình này thì các bạn rất quen thuộc, có một người công nhân đang đẩy một cái xe cút kít các bạn, xe rùa á, ở trong một cái công trường kiểu như vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Thì đối với bức tranh này các bạn nghĩ người ta sẽ miêu tả như thế nào? Cái câu này các bạn thấy quen không? Đã từng xuất hiện ở trong giai đoạn đầu năm rồi chứ không phải là chưa nha. Và trong câu này các bạn phải biết cho mình một từ thì các bạn mới có thể làm được. Đó là từ wheelbarrow. Wheelbarrow nghĩa là gì? Mình đã nói rất nhiều lần trong những video trước đây. Đó có nghĩa là cái xe rùa hoặc là cái xe cút kít đó các bạn. Đó, để chứa đồ trong mấy công trường người ta đẩy đi á. Đó. Và câu này người ta miêu tả cực kỳ đơn giản, đó là a man is pushing a wheelbarrow, tức là người đàn ông đang đẩy cái xe rùa, rất đơn giản, đẩy đẩy đẩy. Và câu này thì nếu bạn nào mà gặp thì mình không nghĩ các bạn có thể sai được câu này đâu, bởi vì trong những video lần trước mình đã cập nhật bức tranh này rất nhiều lần rồi. Ok, rồi chuyển sang bức tranh tiếp theo, cũng là một bức tranh cực kỳ đơn giản các bạn ạ. À, đây mình cho các bạn coi cái kiểu motif như thế này rất hay thường xuyên xuất hiện trong part 1 đó. Ở đây kiểu như người ta vẽ một người phụ nữ đang đứng ở trên bàn làm việc, bà lấy một tờ giấy ra khỏi cái này là cái gì, cái máy in các bạn ạ. À, đó. Thì trong câu này các bạn chỉ cần học cho mình đúng một từ thôi, từ này ai cũng biết cả, đó là từ document. Document nghĩa là văn bản hoặc là mấy cái tài liệu giấy á các bạn, người ta gọi là document. Bạn nào xài Word nhiều mới biết ha. Thì câu này người ta miêu tả kiểu gì? Người ta miêu tả này. Đấy. The woman is taking a document out of a printer. Cái hình này thì mình nghĩ là hình như nó cũng xuất hiện trước đây rồi hay sao ấy. Nó mấy cái dạng câu về tài liệu in này rất là quen thuộc các bạn. Đó. Rồi, hai câu này thì không có gì khó cả. Nhưng câu tiếp theo nó mới lại là vấn đề các bạn à. Đây. Cái bức hình tiếp theo mình khẳng định là do mình vẽ. Rồi ok các bạn nhìn đây. Đây, thì các bạn đố các bạn biết mình đang vẽ gì. Đây là một bức tranh theo phong cách trừu tượng các bạn. Rồi, ở đây nếu bạn nào không biết mình miêu tả cho. Ở đây là một cái xe tải nè. Không phải một cái xe tải mà là một cái xe kiểu như xe sửa điện của mấy anh bưu điện, mấy anh làm điện á các bạn. Đó, ở trên này có cái thang đó, ảnh lên để ảnh sửa điện, đây là những cái sợi dây điện, còn đây là cột điện. Đó, các bạn nhìn ra được không? Đó, kiểu như là ổng đang sửa điện á, đó, vậy đó. Rồi, và câu này là một câu mình nghĩ cũng không hề khó nếu các bạn biết từ vựng. Hình như là mấy năm trước nó đã từng ra rồi. Và ở đây cái từ các bạn nên học là từ wire. Từ này nghĩa là gì các bạn? Nó nghĩa là sợi dây điện. Đố các bạn biết câu này người ta miêu tả sao? Thì nhiều người hay nói là ông này đang đứng ở trên một cái thang, nhiều bạn hay nghĩ là ông này đang đu dây điện được kiểu vậy. Nhưng đáp án đúng của cái đề vừa rồi á, người ta miêu tả này: a worker is repairing some wires, tức là ông này đang sửa những sợi dây điện, tức là dây điện bị hư á, nên là anh phải nối lại kiểu vậy, các bạn hiểu không? Đó, và đây là một câu mình nghĩ là cũng có một số bạn sẽ hơi bối rối một chút bởi vì cái từ wire này thì nhiều bạn không biết. Rồi, chuyển sang bức tranh tiếp theo mình muốn cập nhật cho anh em. Đó là một bức tranh cũng rất là quen thuộc thôi. Câu này thì trong đề thi cuối tháng trước và đầu tháng này ra rất là nhiều. Đây là một bức tranh tả vật các bạn nhé. Ở đây mình vẽ một cái gì các bạn biết không? Đây, con thuyền. À, có cá bơi các bạn, chứng tỏ đây là biển. Ok chưa? Thì cái này là một cái cầu tàu. Cầu tàu là kiểu các bạn hay thấy là mấy cái kiểu như là mấy cái cầu gỗ người ta hay ra đó để câu cá hay ngồi đó ngắm hoàng hôn kiểu vậy á. Đó. Thì câu này đố các bạn biết người ta miêu tả gì? Thì nhiều bạn hay đoán là miêu tả là con thuyền này đang trôi ngoài biển hay là
những con cá đang bơi dưới nước. Nhưng mà không, câu này các bạn phải học cho mình từ này, đó là từ pier, cầu tàu các bạn. Cái cầu tàu này nè, đó cái chỗ mà người ta hay ra câu cá mình nói nãy á. Thì câu này người ta miêu tả này: the ship is docked near pier, tức là con thuyền này đang đậu gần một cái cầu tàu. Các bạn thấy không, cái từ dock là đậu á. Đó, đây là một câu miêu tả rất phổ biến trong đề thi thời gian gần đây. Các bạn nên nhớ từ này, động từ dock và danh từ pier xuất hiện như cái tấm luôn á các bạn, đề nào cũng ra. Rồi ok, chuyển sang bức tranh tiếp theo. Bức tranh tiếp theo là một bức tranh theo trường phái tả vật luôn các bạn. Và đây là một bức tranh đã đi vào huyền thoại rồi, giai đoạn gần đây nó ít ra nhưng vừa rồi nó xuất hiện lại. Ở đây mình vẽ cái gì các bạn biết không? Vẽ những cái cây à, và đây là một con đường. Những cái cây này đứng bên đường các bạn ạ. Và trong câu này các bạn, nếu các bạn là những viewers quen thuộc của mình, các bạn sẽ đoán ra ngay người ta sẽ miêu tả cái gì. Trong câu này các bạn học cho mình cái từ là cast shadow, tức là rủ bóng râm xuống đường, kiểu vậy, các bạn dịch vậy cho dễ hiểu ha. Thì câu này người ta không có miêu tả cây đứng bên cạnh đường các bạn, người ta miêu tả những cái cây này đang rủ bóng xuống đường. Đó, các bạn thấy mình vẽ mấy cái bóng cây không? À, dữ dội chưa? Và câu này đáp án đúng là a shadow is casted on the path. Các bạn lưu ý, người ta sử dụng dạng bị động, tức là những cái bóng được rủ xuống đường, những cái bóng đang trải xuống con đường. Path là cái con đường nhỏ người ta đi bộ các bạn, nó khác với street nha. Rồi, đây là một câu mà mình nghĩ là các bạn có thể sẽ làm được nếu biết từ vựng ha. Rồi, review thêm cho các bạn một câu nữa. À, bức tranh tiếp theo, đố các bạn biết đây là mình đang vẽ cái gì. Một câu cực kỳ là dễ luôn các bạn, nhưng mà nếu các bạn biết từ vựng mới làm được. Câu này là mình vẽ kiểu như là có một người đang đứng ở trên cái này, cái gì, cái thang, đang rửa kính đó các bạn. Và câu này nhiều bạn sẽ nghĩ ngay tới việc là người ta sẽ miêu tả dùng động từ là cleaning, chùi kính đúng không? Clean là lau chùi đúng không? Nhưng mà không đúng các bạn. Câu này người ta miêu tả là sao? Nhiều bạn lại nghĩ là người này đang đứng trên thang. Không đúng các bạn ạ. Người ta miêu tả theo một kiểu rất rất là độc hại, đó là các bạn học cho mình từ này trước đã. Đó là từ reflect, đó là phản chiếu á các bạn. Câu này người ta miêu tả gì? Người ta không miêu tả ông này, người ta không miêu tả hành động của ông này, mà người ta miêu tả là cái bóng của ông này. The man's image is reflected on the window, tức là image là cái hình ảnh phản chiếu các bạn. Nó còn cái này người ta sử dụng sở hữu cách nè các bạn, đâu phải s, tức là cái bóng của ông này được phản chiếu trên mặt gương. Nó mình vẽ cái bóng nè các bạn thấy không, nó rất chuẩn đó. Bởi vậy đây là một câu khá khó nha. Mình nhớ là khoảng năm 2018 thì phải, nó có ra một lần đấy. Bởi vậy đây là một câu khó, các bạn chú ý từ này. Rồi ok, và đó cũng là toàn bộ những bức tranh mà mình muốn review cho các bạn trong ngày hôm nay. Và dĩ nhiên cái đề này nó cũng không phải là quá khó đâu. Trong cái đề này là có một số đề là của những bạn giáo viên đi thi cập nhật cho mình, một số đề, một số hình là do mình tự cập nhật thôi. Đó, bởi vậy các bạn nào mà sắp đi thi, các bạn chú ý tới những bức tranh này và những từ vựng này. Nếu không biết thì nhớ học để lỡ mà gặp lại các bạn còn biết mà chọn đáp án. Ok. Rồi, và nếu thấy các bạn và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên hãy đập nát cái nút like bên dưới giùm mình. Mình là anh Lê. Bữa sau mình sẽ ra video cập nhật những câu hỏi reading. Các bạn nhớ theo dõi để cập nhật nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào video lần sau.